Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bất ngờ 13 tỉnh miền Tây đề nghị tạm ngừng đón dân về trong 15 ngày. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói ông cùng lãnh đạo 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị tạm ngừng cho người dân tự về quê. Theo tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Lâu cho biết những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê quá đông, riêng đêm ngày mùng 2 tháng 10 có khoảng 20.000 người tự về quê, đông nghẹt một đoạn quốc lộ số 1. Như vậy, chỉ trong vài ngày đã có gần 30.000 người tự về quê, và năng lực tiếp nhận của Sóc Trăng chỉ khoảng chừng này, nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận, ông Lâu nhận định. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cũng theo nhận định của tờ Thời báo .d, thì suốt mấy tháng qua, chính quyền đã tước đoạt hoàn toàn quyền tự do đi lại của người dân. Nay việc trở về quê tìm đường sống sót là bởi vì chính quyền đã hoàn toàn thất hứa. Người dân lo sợ chết đói là sự thật và cũng không còn tiền để trả tiền phòng trọ vì thất nghiệp đã quá lâu rồi. Đây là quyền sống, một quyền tự nhiên căn bản. Vì thế, bất chấp sự ngăn chặn của hàng rào kẽm gai và lực lượng cảnh sát cơ động hùng hậu, bất chấp bị đánh đập, bị ngủ đêm giữa đường, người dân với cũng rất nhiều phụ nữ và trẻ em vẫn cứ thoát thân tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Lý do 13 tỉnh miền Tây đưa ra chỉ là biện bạch và không đếm xỉa để đến sức khỏe và sinh mạng của người dân trên quê hương của mình. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gần như không có khái niệm gì về quyền con người, mà quyền sống là một quyền cốt yếu đầu tiên. Ở An Giang vào sáng ngày 3 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nói trong đêm ngày 2 tháng 10, người dân về quê trên 10.000 người. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 10, số người về tỉnh An Giang đã lên đến 15.000 người. Các huyện đã tổ chức đón về 5.221 người, hiện còn lại 9.966 người chưa bố trí được cho các huyện. Ông Bình nói tạm thời cho tất cả bà con ở tại các trường hay học hay nhà thi đấu đa năng của thành phố Long Xuyên để làm nơi tiếp nhận. Sau đó, tỉnh sẽ giao lại cho các huyện, thị và thành phố. Bà con về quê tự phát làm tỉnh quá tải sức chứa. Hầu như các trường học trong tỉnh đều trở thành khu cách ly, ông Bình đã nói. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, các ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng, đặc biệt là các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây tại các huyện Cù Lao, Phú Tân, Tân Châu và Chợ Mới. Qua xét nghiệm sàng lọc, trong ngày 1 tháng 10 đã có trên 10 trường hợp dương tính COVID-19. Và việc về ồ ạt tập trung như hiện nay là rất nguy hiểm trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Nếu không khéo, cả vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành vùng đỏ do dịch lây lan. Ông Bình đã nói thêm như vậy. Đây là hình ảnh hàng chục ngàn người dân rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh về quê bị chặn lại bởi rất nhiều chốt kiểm dịch. Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì nói rằng trong đêm ngày 2 tháng 10 có trên 15.000 người dân đổ về quê. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Đồng Tháp đã tiếp nhận trên 20.000 người về quê. Tại Trà Vinh, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế cho biết tỉnh đã tiếp nhận trên 1.700 người về quê và vẫn còn nhiều người đang chạy xe máy về. Qua xét nghiệm nhanh, PCE, cơ quan y tế phát hiện 2 ca dương tính. Theo ông Kha, khả năng còn rất nhiều F0 trong đoàn người về quê. Còn ở Cà Mau, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dũng cho biết có hơn 1.600 người về quê bằng xe máy được đưa vào các khu cách ly tập trung. Các khu cách ly của tỉnh này hiện có sức chứa gần 4.000 người. Báo chí ở Việt Nam cũng cho biết vào tối ngày 1 tháng 10, hàng trăm người dân đi xe máy chở theo đồ đạc đã tập trung trên quốc lộ số 13, đoạn qua địa bàn phường Phú Thọ, tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vì muốn về quê ở các tỉnh miền Tây. Một đoạn video tranh cãi truyền đi trên mạng Internet vào ngày 1 tháng 10 dường như cho thấy dân quân tự vệ tỉnh Bình Dương đã vụt gậy tới tấp vào nhóm dân chúng đi xe máy đòi mở chốt về quê. Chiều ngày 2 tháng 10, hội nghị cung cấp thông tin báo chí của Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã giải thích về vụ việc như sau. Công an không hề tấn công người dân, chỉ giữ 3 người có hành vi kích động để đưa về phường xử lý. Sau đó, 3 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và xin bỏ qua. Chúng tôi đã để cho họ về lại nơi cư trú. Cũng theo tờ báo Dân Việt, chủ yếu đây là những người có hộ khẩu tại các tỉnh miền Tây, là lao động bị mắc kẹt tại tỉnh Bình Dương trong đợt COVID-19.
Đây là hình ảnh đoạn video cho thấy một người đã bị cảnh sát đánh gãy chân, nằm bất chấp tiếng kêu gào đừng đánh người của một phụ nữ khác. Trong khi đó, cảnh sát cơ động và dân phòng đã dùng gậy vụt tới tấp vào người dân. Chỉ vài ngày trước, cũng tại thành phố Tân Thuận, Thuận An, tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Quang, bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú, Thuận An đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến chị Hoàng Thị Phương Lan về hành động phá khóa cửa, cưỡng chế chưa phù hợp với quy định. Nhiều người cho rằng chính quyền ở các tỉnh, thành phố chưa có kế hoạch thực sự cho việc đưa đón công dân của mình về lại địa phương. Bằng chứng là cứ mỗi thời điểm mà chính sách của những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thay đổi, dòng người lại đổ về các cửa ngõ để về quê vì họ không trụ được nữa. Một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ với đài BBC tiếng Việt như sau: chính sách chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều người dân, đặc biệt là người lao động, không chủ động lên kế hoạch được nên họ trở nên hoảng loạn. Họ nghe thành phố mở cửa là phải tranh thủ về vì sợ bị tiếp tục bị kẹt lại. Mặt khác, họ ở lại cũng không có việc làm và có khi đói ăn nên đổ hết về quê để đỡ tiền thuê nhà, tiền ăn uống. Bây giờ các nhà máy, xí nghiệp cũng cố mà cầm cự nên họ cũng chưa vội tuyển người. Cùng đường người dân phải cố mà về. Tôi còn thấy video quay cảnh tượng đau lòng, nhiều người dân quỳ khóc vái lại lực lượng chức năng đang chặn đường về quê của họ. Đây là hình ảnh người dân thắp hương vái lại công an xin được qua chốt để về quê. Nhiều tháng qua, các chủ nhà trọ dường như đều miễn hoặc giảm tiền cho công nhân thuê nhà, có khi chủ nhà phải cho thêm vì người lao động họ quá khổ. Có những dãy nhà trọ nằm trong hẻm sâu, trong khu vực phong tỏa nên khó nhận được hỗ trợ. Vì vậy, chuyện mà họ nói về cách về quê, tôi nghĩ ai cũng hiểu. Chỉ còn chờ lãnh đạo giải quyết, sắp xếp như thế nào để có thể kiểm soát được mặt dịch tễ mà thôi. Tính đến hôm nay, cả nước đã ghi nhận trên tổng cộng hơn 798.000 ca nhiễm với 19.601 ca tử vong. Bình luận về cuộc tháo chạy khỏi Sài Gòn, chính sách ngăn chặn người dân về quê tìm đường sống sót qua cơn đại dịch, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: nỗi đau tận cùng, năm đứa nhỏ cùng đôi vợ chồng đi bộ băng phố trong đêm, không biết giờ tới đâu rồi. Hai đứa bé ngồi lên xe để cha đẩy về Trà Vinh dưới màn mưa, không biết có an toàn hay không. Một thai phụ về quê nhưng mắc kẹt ở chốt Long An, và đứa bé sắp chào đời đã vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời bởi vì những quyết sách vô nhân đạo của chính phủ đã ngăn cấm người lao động trở về quê nhà. Trong cuộc loạn ly của những tháng ngày vừa qua, nhất là đợt đào thoát mấy ngày trở lại đây của hàng vạn người tỏa đi từ miền đất hứa để về quê nhà, Bắc có, Trung có và miền Tây cũng có. Dường như mỗi người, mỗi vùng quê là cả câu chuyện dài, mỗi thân phận tha phương gánh trên vai nặng trĩu những tủi hờn, lo lắng. Ẩn đằng sau những giọt nước mắt, mỗi khi có ai chạm đến có khi lại là một bi kịch. Đây là hình ảnh trong số hàng ngàn người đi xe máy về quê, có một nhóm 8 người, trong đó có 5 trẻ em cùng bố mẹ đi bộ từ Bình Dương về An Giang. Họ bị thất nghiệp quá lâu, không còn tiền đóng trọ, không còn tiền ăn. Khi họ quyết ra đi trên phố lập nghiệp, có người đã bán bớt gia sản dưới quê lên đây với hai bàn tay trắng và họ nay trở về cũng với hai bàn tay trắng. Họ đã bị bỏ rơi, họ là nạn nhân của những quyết sách chống dịch sai lầm, lệch lạc, không theo khoa học, chống dịch theo lợi ích nhóm. Với bao lo âu, nhọc nhằn và tuyệt vọng để về quê, thế mà lãnh đạo tỉnh đã ra kiến nghị ngăn cấm họ về để tỉnh khỏi bị mệt. 13 tỉnh mới đây đã kiến nghị như thế. Tính ra văn bản của tỉnh, trung ương cũng ra văn bản của trung ương. Trung ương sợ không có lao động nên chặn không cho về, sợ doanh nghiệp không sản xuất thì trung ương bị thất thu. Thì ra địa phương đuổi dân đi, trung ương thì lại cấm dân về, tất cả chỉ vì lợi ích của các quan, các cấp. Chưa một lần những kẻ ra quyết sách chống lại đại dịch đã đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu họ, để thấy những khổ đau mà người dân đang phải chịu. Không lo được cho dân, nhưng lại lo lợi ích và lợi dụng dịch để tận thu như là thét đại trà, lại quả từ vaccine của Tàu. Thổi bay nền kinh tế nát như tương, đưa dân về cảnh đói nghèo, lầm than bằng cách ngăn sông cấm chợ, gom F0, F1 vào một chỗ, dẫn đến lây chéo, trong điều kiện tồi tàn, không đủ năng lực chữa trị, dẫn đến 2 vạn đồng bào chết oan uổng, tức tưởi. Sự thất bại lớn nhất của chính phủ trong trận đại dịch cúm Tàu không chỉ là con số người chết, người lao động đói khổ, kinh tế suy sụp, chuỗi cung ứng đứt gãy, hệ thống y tế vỡ trận. Quyền con người đã bị chà đạp thô bạo
mà sự thất bại lớn nhất còn là sự mất niềm tin hoàn toàn ở người dân đối với chế độ cai trị họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021 với bản tin Việt Nam bất ngờ 13 tỉnh miền Tây đề nghị tạm ngưng đón dân về trong 15 ngày. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.